những người sống lưu vong. Chúng tôi đang có mặt tại thành phố Bát Na Bang thuộc miền Nam nước Thái, và sau lưng của chúng tôi về hướng Nam cách khoảng 300 cây số là thành phố Songkla, nơi hàng chục ngàn người tị nạn đã đến đây để tạm cư trước khi lên đường đi định cư tại các quốc gia thứ ba. Và hướng ra biển, hướng Bắc cách khoảng 7 tiếng đồng hồ là đảo Koh Kra, một hòn đảo đã gây bao nhiêu thảm trạng kinh hoàng cho những người vượt biển. Như quý vị cũng đã biết, rất nhiều người vượt biển từ Việt Nam đã cập vào bến bờ của miền Nam Thái Lan. Trên đường đi, bao nhiêu con tàu đã bị hải tặc chặn lại. Và sau khi cướp hết vàng bạc và nữ trang, những tên hải tặc này đã bắt giữ một số người và đem về đảo Koh Kra. Tại đây đa số là các phụ nữ, các thiếu nữ để chúng thỏa mãn nhục dục. Trong thời gian kinh hoàng đó, một số người đã trốn thoát và được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu vớt. Họ đã thuật lại những thảm cảnh kinh hoàng ở trên hòn đảo này. Và chúng tôi đã cố gắng hết sức để đến được nơi này để ghi nhận lại những hình ảnh cũng như là những di tích còn lại ở trên đảo. Tuy nhiên, chính quyền Thái cũng như là các công ty tư nhân đã từ chối không cung cấp phương tiện cho chúng tôi vì họ e ngại rất nhiều điều. Và vì thế, hôm nay chúng tôi xin được phép mời quý vị cùng theo dõi những lời do các nhân chứng đã sống trên đảo Koh Kra thuật lại bằng mắt thấy, bằng tai nghe về những thảm cảnh kinh hoàng mà người Việt tị nạn đã phải chịu đựng trên đảo Koh Kra. Anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy sẽ cùng kể lại cho tất cả quý vị nghe những sự kiện đã xảy ra trên hòn đảo kinh hoàng này như sau. Vâng, cái chuyến vượt biển của chúng tôi thì có lẽ cũng là một cái chuyến vượt biển tiêu biểu trong số rất nhiều những cái chuyến vượt biển khác của hàng triệu người tị nạn ở Việt Nam đã rời khỏi nước bằng đường thuyền, bằng đường biển. Trong chuyến đi này thì trải qua rất là nhiều, rất nhiều, từ những cái giai đoạn chuẩn bị xuống bãi rồi lộn trở về, rồi bao nhiêu lần đi hụt ra ngoài khơi rồi vẫn còn bị trở lại. Cuối cùng thì và có những chuyến đã đi lênh đênh ngoài biển 15 ngày xong rồi cạn nước, cạn lương thực, rồi cũng lại bị sóng đánh trôi trở về bờ và lại bị tù tội, thì cuối cùng rời được khỏi Việt Nam để ra khỏi nước vào cuối tháng 10 năm 79. Cũng như mọi con tàu tị nạn khác, chỉ sau 2 ngày thôi là đã bị vỡ máy và cứ trôi linh binh trên tỉa biển như vậy. Trong vòng 10 ngày thì bị trôi giạt vào trong vùng Vịnh Thái Lan và đã trở thành nạn nhân của nạn hải tặc tại Thái Lan. Đảo Kra là một hòn đảo hoang ở trong vùng Vịnh Thái Lan, nằm giữa rất nhiều những hòn đảo hoang khác, nhưng mà đảo Kra là cái đảo mà có cái diện tích lớn nhất, khoảng 2 cây số vuông, được bao phủ bằng cây cối, có núi, có rừng, hầu hết toàn là hoang dã, chỉ có một ngọn hải đăng ở trên đảo Kra, mà vì vậy mà Kra có cái tên, chứ rất nhiều những hòn đảo nhỏ quanh đó không có tên. Có ngọn hải đăng rất là nhỏ trên đó, ngọn hải đăng nếu mà người mà đứng vào trong đó thì có lẽ chỉ chừng 4-5 người là chật cứng rồi, một cái ô vuông rất là nhỏ. Và quanh đó thì hoàn toàn là hoang vu, có những hang động thạch nhũ, có những hang động nằm sâu ở dưới biển khơi, và có những núi, có đỉnh núi, có sườn núi chung quanh đó. Khi mà cái ghe của chúng tôi bị tàu hải tặc tấn công ở trên vịnh Thái Lan, ghe hoàn toàn trong tình trạng trôi nổi, bập bềnh, máy hư, lương thực hết, người thì ai cũng lả ra kiệt sức, nằm chờ chết mà thôi. Do đó khi mà bị chiến tàu đầu tiên tấn công thì họ cướp hết tất cả những cái thứ tài sản quý giá, nữ trang, vàng bạc mà tiền nong mọi người đem theo. Đến khi chiếc ghe thứ hai gặp được trong buổi chiều ngày hôm đó, thấy rằng không còn gì để cướp thì họ muốn giết chết tất cả mọi người tị nạn. Họ nổi giận khi mà thấy không còn gì để cướp. Sau đó họ đã định ủi chết, làm đánh đắm cái chiếc tàu tị nạn, cái chiếc thuyền tị nạn của chúng tôi. Thuyền tị nạn của chúng tôi là một cái thuyền rất là nhỏ, chỉ có dài khoảng chừng 12 thước thôi. Trên đó chứa 81 người. 12 thước chiều dài và 3 thước chiều ngang, rất là nhỏ. Và mọi 81 người phải xếp cá hộp lên nhau, từng lớp sát cạnh nhau, không ai có một cái chỗ hở nào để mà có thể nhúc nhích được. Thì khi chiếc ghe thứ hai định đánh đắm tàu của chúng tôi, trong cái lần mà đâm lần đầu tiên đó, thì may nhờ một cái ngọn sóng lớn
đã đưa cái chiếc tàu tị nạn lên cao, thành ra họ chỉ bẻ được cái mái, cái mui của tàu mà thôi. Và khi họ quay, họ lùi trở lại định để làm tiếp cái công việc mà giết người đó, thì tất cả mọi người tị nạn ở trên tàu đều quỳ xuống trên sàn tàu và đọc kinh. Ai cũng cầm chắc là sẽ chết rồi giữa biển mênh mông như thế, mà bị họ cố tình giết chết như vậy. Khi đó chúng tôi có một cháu nhỏ mới có 3 tháng. Thì trong tất cả cái lúc gần chết đó, thì chỉ nghĩ đến cháu bé, làm sao có thể mà cứu sống nổi cháu trong cái tình trạng đó. Thì chúng tôi phải chạy ra mũi tàu và đưa cháu lên cao, chỉ muốn để cho người ta nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ, hy vọng rằng sẽ đánh động được cái lương tâm con người ở trong những cái người hải tặc đó. Thật ra họ cũng là những ngư phủ, cũng có gia đình, cũng có vợ con. Lúc bây giờ cái tâm nguyện của tôi chỉ là muốn để cho cháu được cứu thôi, chứ không dám nghĩ đến cái chuyện là cháu có thể mà họ thương họ tha cho cả tàu, mà chỉ là để cháu được cứu thôi. Thì trong cái lúc mà thập tử nhất sinh đó, thì có một chiếc tàu khác đánh cá khác đi ở ngoài. Thường thường trên cái đường hải ở trong vùng vịnh Thái Lan lúc nào cũng có rất nhiều tàu, ngay cả những lúc chúng tôi bị đánh cướp lần đầu cũng có những tàu khác lảng vảng chung quanh mà họ không hề can thiệp, nhưng mà cũng không ai xua theo. Thì đến lần thứ hai này, có một cái chiếc tàu vẫn đi theo từ sáng và chứng kiến tất cả mọi chuyện và vẫn đi theo đằng xa. Thì khi mà lúc đó cái chiếc tàu thứ ba này phóng thật nhanh lại bên tàu của chúng tôi, và một ông già thuyền trưởng ở trên cái tàu đó đã nhảy qua tàu chúng tôi và ôm lấy, giữ lấy cháu bé và giơ tay cản chiếc tàu kia không có cho đâm vỡ tàu tị nạn nữa. Và hai bên cãi qua cãi lại, chúng tôi không hiểu tiếng Thái, nhưng mà có thể thấy được cái sự gay cấn khi mà thấy cả hai bên tàu của Thái Lan đều đem súng ống ra và hét la để mà đòi bắn giết lẫn nhau. Cuối cùng thì họ thương lượng với nhau cách nào đó, và họ đã dòng dây kéo cái tàu tị nạn vào đảo Cô Ca. Sau này thì chúng tôi lờ mờ hiểu được rằng họ thương lượng với nhau để đổi lấy cái chết của những người tị nạn ở trên đảo, thì đem những người và đem tất cả chúng tôi lên trên đảo đó để trở thành con mồi cho cái nhóm tàu đầu tiên trở lại và để mà tiếp tục cướp bóc cũng như là bạo động. Thật ra cái đảo Kra đó, thì cái Cô Kra Cô, cái tiếng Thái có nghĩa là đảo. Cái đảo Kra đó thì thật sự ra cái thời gian trước đó mà khi mà chúng tôi lên đảo thì có lẽ là có dân chăng, nhưng mà chỉ biết là cái thời gian năm 1979 khi mà chúng tôi bị hải tặc bắt về đảo thì hoàn toàn không có người, chỉ có ngọn hải đăng thôi. Cái năm đó năm 79, bây giờ 2001 thì 22 năm sau, tôi không nhớ và không biết được là ở trên đó còn có cái dấu tích gì của người tị nạn. Nhưng mà cái thời gian đó khi mà tôi lên cái ngọn hải đăng, bước vào cái chân cái ngọn hải đăng thì thấy những cái chữ viết ở trên tường, viết bằng than, viết ngoạch ngoạc, và có những cái chữ viết lấy đinh hoặc lấy gạch cà lên để báo động. Như vậy là có cái nhóm người tị nạn giống như chúng tôi đã tới trước, đã bị hải tặc bắt lên đó và đã bị hành hạ, cướp bóc, giết, hãm hiếp. Thành thử mới báo động là phải đi trốn ngay, nhất là các phụ nữ, còn bằng không thì rất nguy hiểm với hải tặc. Thành ra khi mà bước lên đó trông cái đó là bắt đầu là đã bị báo động trong nhóm là các phụ nữ đã được đi trốn, đưa đi trốn, trốn bằng nhiều cách khác nhau, hoặc là trong cái bụi rậm sâu ở trong rừng, hoặc là lên tuốt từ trên thật là núi cao, hoặc đi vào những cái hang động thật là xa xôi và phải chịu đói, chịu khát, chịu mưa, chịu bọ cạp, đủ thứ hết. Còn đàn ông thì ở ngoài, vì y chang như là những cái lời báo động của những nhóm đi trước. Thì nhóm chúng tôi 81 người, nhưng mà tổng cộng ở trên đảo và giờ chót mà trước khi được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà cứu đó thì là 157 người, bởi vì có những cái ghe sau đó cũng bị về đó. Và càng ngày thì chúng tôi mới nhìn ra là hóa ra cái đảo này là cái nơi mà chính những nhóm hải tặc, thật ra gọi là hải tặc như là toàn là những người đánh cá Thái Lan, nhưng mà sau khi mà có cái vụ vượt biển của người Việt Nam thấy là đem vàng, thấy là dễ quá để mà ức hiếp, thành thử họ biến thành hải tặc, họ đem tất cả về đó, thành ra Kra hóa ra là một cái nơi để cho giam giữ những cái người tị nạn đó, để mà bắt đầu mới lục soát kiếm vàng bạc, nữ trang, đô la và hành hạ những người phụ nữ. Có những cái ngày mà chúng tôi thấy là có cả trăm chiếc tàu của hải tặc, của tàu đánh cá ở bu về đó,
để mà họ nơi cái vùng đó là nghỉ ngơi trong cái trạm đi đánh cá hoặc là đi chung quanh vùng biển chung quanh, và bắt đầu họ đi lùng tìm những toán thủy nạn đứng trốn ở trên trại. Thành ra có những người trốn được, có những người bất hạnh trốn không được. Đàn ông thì bị hành hạ để mà cứ cố biết rằng là cướp hoài thì nó cũng hết thôi. Nhưng mà có những người mà thí dụ như là còn có cái chiếc răng vàng thôi, nhưng mà cũng đè ra để mà nảy chiếc răng vàng để cướp cái chiếc răng vàng, và máu me chảy đầy ra họ vẫn cướp cái đám đó. Họ có những cái lúc điên khùng, dã man đến cái độ như vậy. Mà chúng tôi thấy là có lẽ là vì toàn những cái thanh niên lực lưỡng của Thái Lan, và họ dùng ma túy trên cái đường đi mà đi trên biển, thành thử họ đã không còn có cái lương tâm cướp bóc, có những cái cảnh nghĩa là rất là dã man ở trên trại. Và có những cái tàu mà về sau, những cái tàu sau chót ấy, thì có một số người bị chết trôi vào trong đảo, thì chính những người mà còn sống trong đảo, cũng cả như chúng tôi đã phải chôn một cái thanh niên ở trên đảo bị chết xác trôi vào trong đảo. Thì có lẽ là bây giờ những cái dấu vết đó có thể vẫn còn ở trên đảo chăng. Làm nhân chứng cho đám tang mẹ già, đám tang không kèn trống, không có một đóa hoa. Hải tặc là phù đám, biển xanh là mộ sâu, những con người kêu khóc trời cao nào thấy đâu. Tôi đã làm nhân chứng cho cái chết oan khiên, búa rìu chém tới tấm trên đầu người thanh niên chàng chết chưa kịp thấy vùng đất hứa tự do. Mắt hãy còn mở lớn, đại dương đã là mồ. Tôi đã làm nhân chứng cho xót xa tội nhục, bầy quỷ dữ gào thét, ôi thân phận đàn bà. Nàng nghiến răng nhắm mắt, máu ư trên khóe môi, gọi tên chồng lần cuối, ôi ngọc nát vàng phai. Họ lôi được tôi xa dưới gầm tàu trôi dạt, những vũng máu đã khô trên con tàu tan nát. Mẹ ơi, em ơi, anh ơi, tôi đã làm nhân chứng cho cái chết oan khiên, búa rìu chém tới tấm trên đầu người thanh niên chàng chết chưa kịp thấy vùng đất hứa tự do. Mắt hãy còn mở lớn, đại dương đã là mồ. Tôi đã làm nhân chứng cho xót xa tội nhục,
bầy quê dữ gào thét, ôi thân phận đàn bà. Nàng nghiến răng nhắm mắt, máu ứa trên khóe môi, gọi tên chồng lần cuối. Ôi ngọc nát vàng phai, những con số được ghi lại chỉ là một phần nhỏ của sự thật kinh hoàng đã diễn ra trên biển Đông. Đó là chưa kể đến những cái chết âm thầm của những người vượt biên bằng đường bộ mà thế giới đã không chú ý đến, và không có một tài liệu nào ghi lại những con đường đầy xương trắng và máu đỏ này. Một nhân chứng đã băng rừng vượt núi từ Việt Nam qua Campuchia để đến được Thái Lan. Mời quý vị nghe nhà văn Kim Hà, tác giả của hai cuốn sách Sau cơn bão dữ và Stormy Escape, thuật lại những thảm cảnh đau thương này như sau. Tôi là một người tị nạn đường bộ. Khi tôi đi thì tôi có chồng và 4 cháu nhỏ và một cái bào thai ở trong bụng lúc đó được 5 tháng. Và năm 1980 vào tháng 3, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đi đường bộ qua nẻo đường Tây Ninh để đi tới Nam Vang, rồi đi vào biên giới của Thái Lan. Thưa quý vị, thì cái lúc đi chúng tôi không có biết rằng cái đường bộ nó gian nan, nguy hiểm và đầy thử thách, đầy sự chết chóc, cả những sự hãm hiếp, bắt cóc, bị cướp, bị rắn cắn, bị đạp mìn. Chúng tôi không hề biết chuyện đó. Trên đường đi chúng tôi bị cướp hết, không còn một gì hết. Kể cả hai cái nhẫn cưới của hai vợ chồng tôi cũng bị mất, bị cướp. Rồi cướp, nó đánh đập, nó đòi tiền. Rồi mà cũng cảm ơn trời là lúc đó tôi đang có bầu, cho nên tôi không bị hãm hiếp. Nhưng những người con gái trẻ ở trong những hành trình đó đều bị hãm hiếp, đều bị giết. Có những trường hợp mà vợ bị hãm hiếp, chồng phản ứng chống lại thì bị chúng nó chặt đầu. Có những trường hợp thì 5-6 cô con gái trẻ đi trong đoàn với một đám đông thì thấy nó hiếp thì mấy cô sợ quá, ôm mấy cậu thanh niên ở trong đoàn thôi, không phải là chồng mình, để coi như là nếu nó nghĩ là mình có chồng thì tha. Nhưng mà lính miên, gọi là lính para đó, đã đem những cái cô thanh thiếu niên đó, tức là những cô thiếu nữ và những cậu thanh niên, nó đem giết tập thể và chôn cạn ở trong những cái hố. Bởi vì khi mà chúng muốn hãm hiếp thì không ai có thể chống cự được. Rồi bao nhiêu người đem tiền đi tới nơi còn thì cũng bị cướp hết. Tại vì những người lính kháng chiến đó, họ ở bên rừng biên giới, họ cần tiền, họ cần gái, họ cần đủ mọi thứ hết. Và vô hình chung, người tị nạn Việt Nam của chúng ta trở thành những nạn nhân của họ, để họ cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc và để thỏa mãn những cái thú tính của họ. Nhiều khi họ có những cái mối thù truyền kiếp với lại người Việt Nam từ những thế kỷ trước. Khi cái thời mà Chúa Nguyễn qua đánh, thì bây giờ họ thấy người Việt Nam họ trả thù, họ chặt đầu rất là nhiều người Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ là qua đi cái đoạn đường đó, kể cả chuyện bị rắn cắn, bị đạp mìn biên giới, rồi bị tất cả những cái thảm cảnh đủ mọi thứ hết. Chẳng hạn như là nó cướp tiền mà mình hết rồi, nó cũng giết mình. Tức là khi mà họ muốn giết thì họ có đủ mọi cách để họ giết, không cần phải có một cái lý do gì. Có những trường hợp họ phát hiện ra mình là người Việt Nam, không phải là người Miên. Họ hỏi một câu tiếng Miên, mình ngú ngớ trả lời không được, họ bắn mình chết. Và chúng có những cái đoàn của chúng tôi, họ gặp cả Pol Pot, tức là Khmer Đỏ. Thì những người Pol Pot đó, họ có một cái mối thù đối với lại chính quyền Việt Nam cũ. Cho nên họ không nương tay, họ giết rất là nhiều. Những người trẻ, những người mà là cựu quân đội Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng giết. Và như vậy thì thưa quý vị, khi chúng tôi đến được Nam Vang, chúng đến được Nông Chan ở bên rừng biên giới, thì đêm nào cũng có cảnh hãm hiếp. Mà thường thường thì họ đi tập thể, gọi là hãm hiếp tập thể, những người mà họ gọi là lục thung, tức là những ông lớn á, của
của lính Myanmar. Thì họ đi kiếm những cô con gái đẹp trẻ tuổi. Có những khi mà tới nơi á, thì mấy cô la hét giống như như là heo mà bị cắt tiết mà đem đi cắt tiết vậy đó. Thì đem mấy cô la hét mà nó kéo mấy cô sần sạch đi, mấy cô la, mấy cô nói: "Mẹ ơi cứu con, ba ơi cứu con, trời ơi cứu con, Phật ơi cứu con, Chúa ơi cứu con." Nghĩa là cô kêu tất cả mọi tên, mọi người mà cô nghĩ là có thể bảo vệ cho cô được. Và những người lính Mìn đó, họ đã kéo cô đi và họ hãm hiếp tập thể. Nếu cô nào chống đối đó, thì họ sẽ cho ngồi đó và họ bắn súng ngang qua mang tay để mà hù. Có những khi hãm hiếp tập thể xong, thì cô đã lạ người ra, nước vàng của cô chảy ra và họ còn dùng cái đèn pin để họ họ ịn vào trong cửa mình của cô. Và họ có những cái nụ cười khả ố, trắng trợn, có thể nói là như là những hung thần hoặc là những ma quỷ để mà làm đau lòng. Rồi sau đó nếu mà cô còn chống đối nữa thì chỉ một viên đạn có thể kết thúc đời của cô. Và rất nhiều người bị chết oan ức. Do có những người vợ bị giết, trong khi đó có con nhỏ và có chồng, thì chồng mà kháng cự thì cũng bị giết nữa. Thì có một đoạn chúng tôi được đưa đi tới biên giới đó. Thì trên con đường đi từ Bát Tâm Bang cho tới Sifosophon, thì lúc đó buổi chiều rồi, họ đưa chúng tôi vào một nơi rừng và họ nói là nằm đó chờ thì họ sẽ đưa đi tiếp. Thì trong khi nằm đó chờ thì tôi quá mệt và tôi gần xỉu tới nơi, mồ hôi tôi vã ra. Và tôi nói với chồng tôi được một câu: "Anh ơi, nếu em chết ngay lúc này, anh đừng chôn em. Nhớ một điều, đừng chôn em. Hãy tiếp tục can đảm dắt bốn đứa con mình đi đến nơi. Bởi vì nếu em chết mà anh thương nhớ hay là anh đau khổ, anh không dắt con đi là anh phản bội em. Anh phải đi dắt con mình đi." Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những tấm lòng bao dung. Một số tổ chức từ thiện đã động lòng trước thảm cảnh của người tị nạn. Hai tổ chức đã mua chiếc tàu lớn để ra khơi vớt người Việt biển là Hội Y sĩ Không Biên Giới và Hội Cap Anemur cùng với Ủy ban Cứu Nguy Vớt Người Vượt Biển. Hai chiếc tàu này trong nhiều lần hoạt động đã cứu được hàng ngàn người vô tội. Những con tàu nhân đạo tiến về vùng Biển Đông, vớt những chiếc ghe vượt biên rách nát. Trên đó có những người đang tuyệt vọng trên đường kiếm tìm tự do. Đây là tàu Tây Đức. Xin lỗi, tên bên nào hả? Bên xã Trân Sở, đây là tàu Tây Đức. Tàu Tây Đức đi bước người vượt biên. Bên tỉnh người yên cầu cho tới giúp từng người từng sợ nha. Tất cả ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Bên tỉnh, bên tỉnh. Lang sông về phía, lang sông. Đây là tàu Tây Đức, không đừng có sợ gì hết. Đây là tàu Tây Đức. Một cái dây nữa đằng sau nha, một cái dây nữa rồi sau. Sau mấy anh vợ ngồi xuống hết, mấy chị bình tĩnh đây, ngồi xuống. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Anh. Thuyền nhân được vớt lên tàu, lúc đó chỉ là những cái xác không hồn. Bao nhiêu ngày trôi dạt, không có nước, không có thức ăn, họ như được cứu từ cõi chết sống lại. Những đôi mắt lạc thần nhưng vẫn tràn đầy lời tri ân từ cõi lòng sâu xa. Những em bé được chuyển tay đưa qua tàu cấp cứu,
những phụ nữ được dìu leo không nổi những bức thang dây. Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, nữ ký giả Vũ Thanh Thủy đã tháp tùng những con tàu này. Họ thuật lại ánh mắt rạng ngời của những người được cứu, rạng rỡ trong đêm khuya. Lên được đến nơi an toàn, chiếc ghe nhỏ bị đục chìm dần xuống biển sâu. Những mảnh ván mong manh cuối cùng chìm dần, và những người tị nạn biết rằng đó chính là số phận của họ, đáng lý cũng đã chìm dưới đáy đại dương nếu họ không được may mắn cứu thoát vào những giây phút cuối cùng. Trong những người Việt Nam đã tháp tùng trên các con tàu vớt người vượt biển, đó là bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, là một bác sĩ y khoa Việt Nam tại Pháp, đã thuật lại những hình ảnh đó như sau. Cuối thập niên 70, ở bên Pháp có một phong trào là phong trào một con tàu cho nước Việt Nam. Phong trào con tàu cho nước Việt Nam do bác sĩ Bernard Kouchner là người đứng ra sáng lập và điều khiển cái phong trào đó. Phong trào đó đã gửi đi một cái con tàu mà có lẽ
Chúng ta tất cả ai cũng biết đến là con tàu đảo ánh sáng, Île de Lumière, gửi về vùng Biển Đông để mà đi cứu và vớt những người đồng bào Việt Nam đi vượt biên. Vào năm 1979, tôi có xin với bác sĩ Bernard Kouchner để được gia nhập vào phong trào đó. Thì lúc đầu thì chỉ có một mình tôi, nhưng mà sau một vài năm hoạt động, thì có lẽ cái công tác đó lúc đầu chỉ phát xuất từ Âu Châu đã được lan rộng và được nhiều người biết đến. Và kể từ năm 1986 thì có một số quý đồng nghiệp ở bên Hoa Kỳ hoặc là bên Gia Na Đại đã tham gia vào phong trào đó. Và tôi xin nhân thể đây gửi lời chào thân ái đến bác sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, bác sĩ Đường Thiện Đồng, bác sĩ Trang Châu, bác sĩ Nguyễn Thường Vũ đã cùng tôi đi về vùng Biển Đông để mà cứu và vớt những đồng bào vượt biên. Tôi còn nhớ rất rõ lúc mà tàu Le Guelo hay là sau đó tàu Rose Chiafino rời khỏi bến ở Tân Gia Ba, thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn làm là làm cách nào để mà đưa con tàu đến cái vùng mà chúng tôi gọi là La Zone, có nghĩa là nơi mà tàu có nhiều hy vọng để mà bắt gặp được những cái tàu vượt biên của mình. Thường thường cái vùng đó không xa hải phận của nước Việt Nam là bao xa, và nó gần như là nó đối diện với lại Vũng Tàu hay là các nơi mà phát xuất những cái chiếc ghe vượt biên. Một khi mà chúng tôi đã ở trên vùng đó rồi thì chúng tôi thay phiên nhau để mà trực. Một nhóm thì trực ở nơi phòng lái và canh cái máy radar, một nhóm khác thì đứng trực ở ngoài với lại một cái ống nhìn đến từ xa, và chúng tôi cứ như thế mà trực 24 tiếng đồng hồ trên 24. Thì mỗi khi mà chúng tôi thấy một cái điểm chấm ở trên một cái radar mà chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái con tàu vượt biên, thì dĩ nhiên là cái niềm vui và cái xúc động nó rất là lớn. Nhưng mà song song với cái niềm vui và cái sự xúc động đó thì chúng tôi cũng phải biết chắc rằng đó là cái chiếc tàu vượt biên, chứ không phải là chiếc ghe đánh cá Thái Lan, hay là thậm chí hơn, cái đó không phải là một cái chiếc ghe hải tặc. Khi mà nhận định ra được cái điểm chấm đó thì chúng tôi từ từ đưa cái chiếc tàu đó về cái điểm chấm đó, và đến lúc càng đến gần thì chúng tôi mới bắt đầu dùng ống loa để mà nói chuyện với lại những người trên chiếc ghe. Và tôi vẫn nhớ mãi những cái câu đầu tiên mà tôi nói, đó là như vậy: đây là tàu Pháp, chúng tôi đi để mà gặp người Việt Nam, và chúng tôi xem nếu đó là ghe Việt Nam thì chúng tôi sẽ đến gần và chúng tôi sẽ bắt đầu làm cái công tác vớt người vượt biên đó. Tôi còn nhớ rất rõ cái chuyến đi đầu tiên vào tháng 8 năm 1982 với con tàu Le Guelo. Thì chuyến đi đó chúng tôi đã gửi cái con tàu ra ngoài vùng hải phận ở gần nước Việt Nam đã 3 tuần lễ, nhưng mà không có vớt được một chiếc tàu nào cả, tại vì thời tiết rất là xấu. Mãi cho đến ngày 31 tháng 8 năm 1982 thì chúng tôi đã phát hiện ra được một cái điểm chấm rất là nhỏ, và cái điểm chấm đó khi mà đến gần thì thấy đó là một cái chiếc ghe rất là mong manh, không quá 9 thước. Trên ghe tôi còn nhớ có 84 người. Chúng tôi gọi nhóm 84 người được vớt đó là nhóm 84 Le Guelo. Biển ngày hôm đó rất là động, có thể là động cấp 4 hoặc là cấp 5. Thành ra lúc mà chiếc tàu đó đến, chúng tôi phải căng một cái lưới ra giữa cái chiếc ghe và cái con tàu Le Guelo. Và chúng tôi phải đưa một người nhảy lên trên chiếc ghe để mà bế các em bé chuyển qua cái con tàu lớn. Cái chuyến vượt biên đó thật là rất là hãi hùng. Nhưng mà trong cái sự hãi hùng đó có một cái niềm hạnh phúc vô biên, là tại vì chúng tôi biết và các anh các chị ở trên chiếc ghe đó biết rằng là chúng ta chỉ có thể hụt nhau một tiếng đồng hồ, tàu lớn đi phía này, ghe nhỏ đi phía kia, thì có thể rằng là nhóm 84 Guelo đó sẽ rất khó khăn hoặc là không khi nào
và đến được một cái bến bờ. Nếu mà tôi có quyền và có cái phép để mà thực hiện được một ước mơ, là một cái ước mơ rất là bình thường, là thay vì là bác sĩ làm việc trên một chiếc tàu đi vớt người vượt biên, thì tôi chỉ xin là một người bác sĩ rất là bình thường làm việc nơi một quê hương Việt Nam thanh bình, không có chiến tranh, không có những cái sự khắc nghiệt khiến cho đồng bào phải bỏ nước, hy sinh tính mạng mình để mà ra đi. A siren song, you rescued me. In your eyes, I have found my way home. When the world outside falls, all I need is you. In your heart, it's you. With each passing breath, you consume my soul. I will sail through the eye of the storm, just to die in your arms. And as the tide shall rise, stars tonight, I'll hold on my heart till I find you again, dreaming of a world far away. Each passing breath, you consume my soul. I will fail through the eye of the storm, just to die in your arms. And as the tide shall rise, these stars tonight,
vượt biển ra đi tìm tự do, được kể lại bằng Anh ngữ qua tiếng hát của Chris, để cho các bạn trẻ và những người thuộc thế hệ sau có thể hiểu được giá trị của tự do và niềm mong mỏi được cứu vớt giữa biển đông trùng trùng của những người Việt biển trong cuộc hành trình tìm tự do đầy cam khổ vừa qua. Nhưng tình thương của thế giới dành cho những người tị nạn Việt Nam đau khổ càng ngày càng cạn kiệt. Những quốc gia tạm dung bắt đầu tỏ ra mệt mỏi với thảm trạng người tị nạn mà họ không biết đến bao giờ sẽ chấm dứt. Những nước nhận cho người tị nạn định cư càng ít đi, và các nước tạm dung đã tỏ thái độ bằng cách biến những trại tị nạn thành trại giam. Những hình ảnh đau thương của những người tị nạn bị cưỡng bách phải trở về Việt Nam đã làm cho nhiều người xúc động. Bắt đầu với Hồng Kông, trại Bạc Đầu đã biến thành một bãi chiến trường khi những người tị nạn nhất quyết thả chết không hồi hương. Cảnh sát từng đoàn được gửi đến, tiến vào trại với lựu đạn cay và dùi cui nón sắt. Những người trong trại đã nổi lửa đốt trại, leo lên mái nhà phản đối mãnh liệt. Nhưng hai bàn tay không thì làm sao chống lại với cả một lực lượng hùng hậu. Tiếng khóc, tiếng than ngất trời. Hình ảnh những người bị lôi lên máy bay đã tìm mọi cách để kháng cự lại. Từng người một bị khiêng vứt lên phi cơ, tay bị còng nhưng vẫn oằn người ra, để làm chậm được bước nào hay bước đó, chậm được phút nào hay phút đó, trước khi phải trở về lại ngục tù cộng sản. Sau Hồng Kông là Mã Lai, vẫn là những hình ảnh đàn áp đưa lên những chuyến xe bus trở ra phi trường. Những người đàn bà khóc ngất, đau khổ khi phải trở về lại một nơi mà họ đã tìm mọi cách để trốn đi. Trẻ thơ cũng không tránh khỏi số phận ngặt nghèo. Những người Việt Nam tủi nhục ngồi bệt dưới đất, trong khi cảnh sát Mã Lai dùng chó để áp tải, buộc họ phải lên những chiếc tàu chở thẳng về lại Việt Nam. Ôi, đau đớn nào cho bằng, đã ra đi mà bị buộc phải trở về, đã mất hết tất cả, đã hy sinh cả mạng sống để đến được bến bờ tự do. Nhưng cuối cùng, tự do cũng biến mất để phải trở lại nơi ngục tù khổ đau. Tại Phi Luận Tân, biểu tình đã nổ ra giữa trại, nhưng thế giới vẫn quay mặt làm ngơ. Tại Thái Lan cũng cùng chung số phận. Những người Việt Nam đau khổ đã làm mọi cách để cưỡng lại những giây phút kinh hoàng này. Nhiều người đã mổ bụng, thắt cổ, tự thiêu để phản đối. Tiếng khóc, tiếng than náo động cả một trời. Những biểu ngữ viết bằng máu, thả chết quyết không hồi hương. Những lá cờ vàng thắm máu đỏ của những người tự tử phủ lên mặt, lên thân thể của người xấu số, giữa lời van xin, giữa tiếng khóc, giữa lời kêu gào thống thiết, chỉ vì hai chữ tự do. Tại hải ngoại, đồng hương Việt Nam ở khắp nơi hết sức xót xa về những điều đang xảy ra cho những người tị nạn ở các trại tạm dung trong vùng Đông Nam Á. Họ đã tổ chức các cuộc vận động lương tâm thế giới, tổ chức những buổi đi bộ tranh đấu cho thuyền nhân, tổ chức các cuộc biểu tình trước Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, tổ chức những đêm thắp nến cầu nguyện cho người tị nạn. Khắp nơi, từ Hoa Kỳ đến Canada, sang Úc, qua Pháp, những đêm cầu nguyện rưng rưng nước mắt, những ngọn nến thắp giữa đêm khuya như muốn rọi sáng lương tâm loài người, cầu xin cho những người kém may mắn được một phép lạ nào đó cứu vớt và sẽ không bị xua đuổi về lại với ngục tù, về lại với nhục nhằn khổ đau. Trẻ cũng như già, gái cũng như trai, trong tay mẹ ngọn đèn cầy lung linh theo lời nguyện cầu. Ánh mắt mẹ buồn cho thân phận da vàng đau khổ, đã từ cõi chết đến được cõi sống, rồi lại bị lôi kéo trở lại hỏa ngục đau thương.
Đêm nay mẹ nguyện cầu, đêm nay con nguyện cầu, tiếng cầu xin vang vọng tới trời xanh. Hãy cho tôi tự do, hãy cho tôi tự do. Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa dưới mặt trời, cười hồn nhiên tung tăng hát vang mừng nắng tươi. Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa dưới mặt trời, rời lòng nỗi trong đêm gió mưa ra biển khơi. Mẹ yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời, chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi. Cha yêu em thiết tha mang gửi con cho tình người, mặt đại dương mình mong khoác lên thân nhỏ nhoi. Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa, hát dùng em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa. Bên em đang có ta, thắm thiết kêu vang lương tâm thế gian, cứu vớt em rời khỏi ngày u ám giữa vùng trời xa. Không trong lầm than, không trong trại xa. Khi con tim thế nhân chưa thở, chưa lạnh lùng, thì cùng nhau đêm nay hát lên lời hát chung. Cho em tôi héo hon đang ngửa tay xin tình người, dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi. Yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời, chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi. Cha yêu em thiết tha mang gửi con cho tình người, mặc đại dương mênh mông khoát lên thân nhỏ nhoi. Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa, hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa. Bên em đang có ta, thấu thiết kêu vang lương tâm thế gian, cứu vớt em rời khỏi ngày u ám giữa khung trại gian. Khóc trong lầm than, khóc trong trại gian. Con tim thế nhân chưa thở, chưa lạnh lùng, thì cùng nhau đêm nay hát lên lời hát chung. Cho em tôi héo hon đang ngửa tay xin tình người, dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi. Giữa giờ tuyệt vọng, một vòng tay vừa mới mở ra, cứu anh em những đời mạt vận, đường mơ đi càng bước càng xa. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, 20 năm
trường đã vang vai, có em tôi nuốt từng giọt lệ, ngập hoàn thiên đợi mãi một ngày. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, làng Việt Nam đang xây lên bên ngoài Việt Nam. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, lời cầu kinh vừa có người nghe. Trái tim ơi đất trời lòng lòng, chờ đêm đêm biển hát tình ca. Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, bao sinh linh nhận phép dài oan, xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ, tạ ơn trên người vẫn thương người. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, người đã cứu người. Hãy nói cho mọi người cùng nghe, lại những trang lịch sử của những người tị nạn. Những nước Đông Nam Á đã mở bàn tay bao dung đón người Việt Nam đến tạm cư như Hồng Kông, Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương và Phiêu Luật Tân. Nhiều người đã can đảm đi sang tận đến Nam Hàn hay Nhật Bản. Theo hồ sơ của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Phiêu Luật Tân là nơi tạm dung của 51.722 người, đa số được đưa về trại tị nạn Palawan ở miền Nam nước Phi. Tại đây, những người Việt Nam được học Anh ngữ và học nghề trước khi được đưa sang Mỹ. Đến tháng 7 năm 1998, Phiêu Luật Tân cưỡng bách hồi hương những người còn lại, nhưng với sự tranh đấu của cộng đồng người Việt tại hải ngoại và với sự giúp đỡ của Giáo hội Thiên Chúa Giáo, chính quyền Phiêu Luật Tân đã chấp nhận cho 1.600 người được ở lại Phi và thành lập làng Việt Nam do cộng đồng hải ngoại tài trợ lên đến gần 1 triệu đô la. Hiện vẫn còn một số người đi theo diện con lai, vẫn chưa được nhận đi định cư và sống trong cảnh chờ đợi mỏi mòn tại Phi Luật Tân. Tổng cộng 214.555 người đã đến được Hồng Kông. Họ bị giữ trên những con tàu của chính họ rồi sau đó được đưa vào những nhà tù cải biến thành trại tị nạn như Chimawan, Whitehead, Pillar Point, v.v. Trong số này, 140.000 người đã được nhận đi định cư tại các quốc gia thứ ba. Những người còn lại bị cưỡng bách hồi hương và 1.400 người cuối cùng được Hồng Kông nhận làm thường trú nhân sau khi nơi này được trả về lại cho Trung Cộng. Trại tị nạn cuối cùng là Pillar Point, đóng cửa vào tháng 12 năm 2000. Nam Dương đón tiếp 121.708 người tại các trại như Galang, Tanjung Pinang hay một số các trại nhỏ khác. 112.000 người trong số này được đi định cư, trong khi 12.700 người bị cưỡng bách hồi hương. Tại trại Galang là trại lớn nhất, được chia thành 3 khu, gọi là Galang 1, Galang 2 và sau này xây thêm khu Galang 3. Người Việt tại đây đã xây cất cả nhà thờ, chùa chiền để thờ phượng. Galang có cả một đoàn hướng đạo, nhiều sinh hoạt giới trẻ, thể thao và văn hóa để người tị nạn tạm quên những đau đớn khổ sở và sửa soạn cho đời sống mới nơi xứ người. Thái Lan là quốc gia đã nhận 160.000 người tị nạn, trong đó hơn 146.000 người được đi định cư sang các quốc gia Tây Phương,
16.800 người bị cưỡng bách hồi hương. Những trại tị nạn nổi tiếng như Songkla, Sikiu, Dongkrek, những trại đường bộ như Ban Thát, NW9 là nơi chứa chấp những người vượt rừng núi băng qua Campuchia để đến được Thái Lan. Người tị nạn cuối cùng rời nước Thái là vào ngày 14 tháng 2 năm 2001, khi 7 người được sang Pháp để định cư, chấm dứt một trang lịch sử đẫm máu và nước mắt của người tị nạn Việt Nam. Mã Lai đã nhận tổng cộng 254.495 người tại những trại như Pulau Bidong, Pulau Tangga, Pulau Besi và nhiều trại nhỏ khác. Trong số này, 9.365 người bị cưỡng bách hồi hương, khoảng 245.000 người đi định cư tại các quốc gia khác. Pulau Bidong là trại đông người nhất, dù chỉ là một đảo hoang. Người tị nạn đến đây đã dựng nhà, dựng cửa, dựng nhà thờ, dựng chùa, làm ăn, buôn bán như một thành phố tiểu Sài Gòn, sinh hoạt hàng ngày, nhộn nhịp, không khác gì như khi còn ở trong nước. Mỗi người tị nạn ra đi mang theo những câu chuyện đau thương của riêng họ và gia đình họ trên con đường đi tìm tự do, và những câu chuyện này sẽ được truyền tụng mãi mãi cho những thế hệ mai sau. Tổng cộng, có hơn 1.6 triệu người Việt Nam đã tham dự cuộc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại nhất của lịch sử. Hơn bất cứ một cuộc di tản nào khác trên toàn thế giới, để trốn chạy chủ nghĩa cộng sản với một mong ước duy nhất, niềm khát khao tự do. Nhìn lại cộng đồng người Việt tại hải ngoại, 25 năm sau đã trưởng thành, đã lớn khôn, đã thành công về mọi mặt, từ kinh tế cho đến giáo dục, xã hội, tôn giáo, chính trị. 25 năm đã trôi qua, người Việt tị nạn đã bỏ nước ra đi tìm tự do đã hơn 1/4 thế kỷ. Từ những khó khăn trùng trùng của ngày đầu tiên đặt chân lên xứ người, bây giờ cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã trưởng thành. Những trung tâm thương mại mọc lên như nấm ở khắp nơi. Khu phố Bô Sa trở thành một tiểu Sài Gòn, nhộn nhịp những sinh hoạt buôn bán tấp nập, chủ phú. San Jose, giữa vùng thung lũng điện tử, là nơi có số người Việt Nam định cư đông thứ nhì trên toàn quốc Hoa Kỳ. Rồi Houston, Atlanta, Florida, Seattle, Portland, Washington DC, hay Canada với Montreal, Toronto, Edmonton, Vancouver, Pháp với quận 13 nhộn nhịp và đông đúc, Úc với khu Cabramatta, Melbourne, Queensland, Adelaide, Perth. Nơi nào có người Việt là nơi đó sầm uất những khu thương mại buôn bán thành công rực rỡ. Sự thành công của người Việt tị nạn nhờ vào tính cần cù, nhẫn nại, nhờ vào bàn tay tháo vát, nhờ vào óc thông minh và sự sáng tạo, và nhất là nhờ vào lòng tin một ngày mai tươi sáng cho các thế hệ mai sau. Cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn cố gắng gìn giữ và bảo tồn những phong tục tập quán, những nét đẹp của một quê hương đã xa. Các cuộc diễn hành trong dịp Tết Nguyên Đán, những ngày lễ cổ truyền của dân tộc, là dịp để cho các thế hệ đi trước dạy dỗ và truyền lại cho những con cháu đời sau. Các trường Việt ngữ được tổ chức ở khắp nơi để cháu con khỏi quên cội quên nguồn. Nhìn những trẻ em Việt EA học y tờ, người xem chắc không thể nào không cảm xúc trước những cố gắng của các thầy cô tình nguyện đem thời giờ và khả năng của mình để giữ lại ngôn ngữ của quê hương cho những thế hệ mai sau nơi xứ người. Còn nhiều nữa, những cố gắng để làm đẹp cho hai chữ Việt Nam, những con đường ở các thành phố được vận động để đổi tên thành những tên đường Việt Nam như Tự Do, như An Lộc, hay những anh hùng của lịch sử Việt như Nguyễn Huệ, như Bùi Thị Xuân. Thực phẩm Việt Nam
không chỉ là những món ăn thân quen của người Việt, mà còn được giới thiệu cho cả những người địa phương như một nét văn hóa độc đáo của quê hương. Các ngôi chùa đình, những nhà thờ mọc lên với những nét kiến trúc Việt Nam đẹp rực rỡ, hàng tuần thu hút hàng ngàn tín đồ tụ tập để tự do thờ phượng, để gặp gỡ, để thăm viếng, để tổ chức những sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, nghệ thuật trải dài trên khắp 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ, tại Canada, tại Pháp, tại Úc, tại Nhật. Khắp nơi trên địa cầu đều in dấu bước chân Việt Nam. Lá cờ vàng ba sọc đỏ tưởng đã mất, vẫn bất khuất, phất phới trước gió, vẫn ngạo nghễ tung bay trên khắp các miền thế giới. Thank you.
and death, in every step. Sleepless nights, wishing for our home. The love and life we know, it's harder to be apart. Once lost, we feel the pain. United, we'll survive. Through all 20 years, looking back on memories, touched by human soul. Thời gian thấm thoát trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Ở bên nhà, chế độ Cộng sản Việt Nam bạo tàn cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự kiên cường của những người tù đã bị nhốt 17-18 năm. Những người tù cuối cùng được thả. Tại hải ngoại, dưới sự vận động của người Việt tị nạn, Tổng thống Ronald Reagan ngày 1 tháng 9 năm 1989 đã ký đạo luật nhận hết những người Việt Nam từng bị tù cải tạo qua chương trình HO. Chúng ta hãy thử tìm hiểu bằng sức mạnh nào mà những người tù có thể vượt qua được những cực hình đói khát để sống còn. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đại tá Võ Công Hiệu, là người đã từng được Đại tướng Colin Powell, hiện là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhắc đến trong cuốn hồi ký của ông, là người đã sát cánh cạnh bên ông trong thời gian ông tham chiến tại Việt Nam dưới thập niên 60, và cũng là người đã từng ở tù 13 năm trong các trại cải tạo miền Bắc Việt Nam. Ngay trước hết đó, thì xin những quý vị nào mà coi cái băng video này thì hãy hướng lòng một chút về những các người tù cải tạo đã đi cải tạo để thực hiện một cái hành trình tự do khác nhưng mà không tới bến, hoặc là đã bị chôn vùi ở rừng sâu nước độc. Bởi vì cái chính sách tập trung cải tạo đó thì nó rất là hiểm độc. Nó hiểm độc ở cái chỗ là mình không có biết được cái ngày nào mình về cả. Về thể xác ấy thì mọi điều khổ nhục, lao động khổ sai, rồi thì bệnh không có thuốc. Nhưng mà về tâm thần thì mất tự do và không biết rằng thì là ngày nào mình đã thoát khỏi cái cảnh tù này. Là đối với Cộng sản đó thì cái vấn đề ngay ở ngoài họ đã cấm thi hành các cái cách thức về tôn giáo rồi. Nhưng mà trong tù đó thì không có ai có thể tưởng tượng được rằng thì ở trong tù mà có các cha tuyên úy mà chúng tôi hàng tuần vẫn được đi xem lễ. Tuy rằng phải làm lén lút thì các anh em mà không phải là công giáo đó tình nguyện
để mà coi cho những người Công giáo, các cha tuyên úy thì làm lễ đồng tế và các người Công giáo, tù Công giáo đi dự lễ. Còn vấn đề cá nhân của tôi đó, thì có cái sự kiện cũng là vào lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm 1979. Thì hôm đó là có hai cha tuyên úy cũng làm lễ cho chúng tôi. Thì tự nhiên đến cái lúc mà Công giáo gọi là cái giờ mà lời cầu nguyện giáo dân đó, thì tôi cũng được để mà tham dự vào cái lời cầu nguyện đó. Thì tự nhiên là nước mắt tôi cứ ròng ròng chảy xuống. Mà tôi không biết là lý do làm sao, nhưng mà ở trong lòng thì tôi nghĩ rằng chắc là bà mẹ tôi ở nhà chết rồi. Thì quả thật là tôi cứ đinh ninh như vậy. Cho đến mấy lần sau mà đi thăm nuôi, con đi thăm nuôi hay là người nhà đi thăm nuôi, cứ nói là bà cụ tôi còn sống, nhưng mà tôi không tin. Tôi nghĩ là bà cụ tôi đã mất. Thì mãi về sau này mới vỡ lẽ ra rằng thì ở nhà giấu. Hôm đó con gái tôi có đi ra miền Bắc thăm, và đến chiều thì về, thì bà cụ cứ hỏi con gái rằng thế con có gặp bố không, bố có dặn gì không. Mà bà cụ hình như là có cái viễn cảm đợi con gái về bà cụ gặp, rồi thì bà cụ mới chết. Thì chiều hôm đấy là 6 giờ chiều bà cụ chết một cách an lành. Những chiều buồn trên đất Bắc, con bước về Nam con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sấm đứt, gió về nghẹn ngào như tim nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm lan tóc. Dã từ miền Nam tan đón con sông trầm luân kiếp sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tình yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốn pha, và đèn thề lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con cháy mãi trong con. Những lời mẹ cầm tay nói, nắng sẽ về đây từ gió sẽ còn mãi mãi nhé con. Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu dạt mãi đâu. Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thắp từng ngôi sao đêm như anh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi anh mắt mẹ hiền. Hồn con lưng lưng con nhớ mắt mẹ hiền. Những chiều buồn trên đất Bắc con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sấm đứt, gió về nghẹn ngào như tim nắng. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm lan tóc. Dã từ miền Nam tang tóc con sông trầm luân kiếp sống lưu đầy. Hằng đêm con nghe thương tiếng xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày. Chẳng sao tình yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốn pha, và đèn thề lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con cháy mãi trong con.
sẽ về đây lùi bóng tối, và yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi. Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu dạt mãi đâu. Quê hương điều linh con vẫn không, trông chờ ngày về con vẫn thấp. Từng ngôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền. Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền. Con lưng lưng con nhớ mắt mẹ hiền. Mẹ mến yêu con thương nhớ nhiều. Bài hát quý vị vừa nghe qua là một sáng tác của Thiếu tướng Lê Minh Đào, cựu tư lệnh sư đoàn 18, bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng viết với ông Đỗ Trọng Huề trong thời gian bị cầm tù. Mẹ ở đây là mẹ của chúng ta, nhưng mẹ cũng là mẹ Việt Nam, và nỗi nhớ mẹ chính là nỗi nhớ quê hương Việt Nam tha thiết. Cho dù là ở trong ngục tối, những người tù sau hơn 17 năm bị đày đọa, bị tẩy não, bị tra tấn hành hạ, nhưng họ vẫn không khuất phục. Họ đã chiến thắng chính những kẻ đã giam cầm họ và vẫn giữ mãi tinh thần kiên cường bất khuất của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tâm sự của những người trẻ sau 25 năm nhìn lại có thể không biết tới hoặc không hiểu được những tâm tư của các bậc cha anh đã trải qua khi đem chính mạng sống của mình đánh đổi với cái chết để tìm đến được bến bờ tự do. Tâm sự của những người trẻ có thể hoang mang trước một đời sống sung túc về vật chất mà cha mẹ của họ đã cần cù nhẫn nại tạo nên. Nhưng chắc chắn một điều, khi những người trẻ nhìn lại quá khứ, tìm lại nguồn gốc của họ và hiểu được những hy sinh gian khổ của thế hệ trước, lúc đó họ mới biết rằng họ sẽ phải tiếp nối con đường mà cha anh của họ đã và đang theo đuổi. Và chính những người trẻ này đã thốt lên những lời kêu gọi: hãy nhìn về Việt Nam, xem bao nhiêu triệu người nghèo đói, đang mong chờ tự do, đang mong chờ đổi mới. Tâm sự của người hát nhạc rap cũng chính là tâm sự của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. That's what they think, that's what they claim. I'll put that notion straight to shame. Rap is not a style, it's an art. A personal expression straight from the heart. Let others understand the way I feel. 'Cause the way I feel, it's for real. I don't wanna rap about having money or fancy cars, smoking weed or having it all. Rather rap about the future and the things to come. Not just about sex, drugs and guns. Let's clean up before it starts to smell. It might make a difference between going to heaven or hell, but everybody has a right to rap about whatever they want. So who am I to say what's right or wrong? I'm just another rapper rapping a song. I'm just another rapper rapping a song. Có người hỏi vì sao tôi hát nhạc rap. Anh là người Anh đâu đâu có thể hát nhạc rap. Đó là điều họ nghĩ, đó là điều họ bài bác. Tôi sẽ thấy ý niệm đó vào một nơi khác. Nhạc rap không phải chỉ cho riêng ai. Rap là một nghệ thuật, là sự biểu lộ của con người, từ trong tim và trí lực, để người khác hiểu được tâm sự của mình. Tôi chỉ muốn nói lên những lời chân tình. Tôi không rap về tiền bạc hay có xe mới để đi, rượu chè hút sách hay có đầy đủ tiện nghi. Tôi thà rap về tương lai và những gì sắp đến, không phải là bạo động hay là súng đạn. Hãy mau dọn dẹp những thứ hung tàn, hỏa mây ta mới thấy được con đường vào thiên đàng. Nhưng mọi người có quyền làm những gì họ muốn, tôi cũng chẳng là ai để nói những gì đúng hay sai. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người nghèo đói. Hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời gian dối.
probably wondering who I am. Would I make a difference if I'm Asian? An Asian rapper? That's absurd. Asian people are supposed to be nerds, computer engineers and mathematicians, raising fixed up civics with all the fixes. Your Asian stereotypes are making me sick. Your people need to stop being so ignorant. Don't judge people by the color of their skin. Too much pride and prejudice are two of the biggest sins. Doesn't matter if you're black or white, dark or light, or even rainbow bright. Y'all people need to learn how to keep it tight, respect one another and do what's right. Quê hương ta đang khốn khổ cùng cấp, sao cộng đồng ta vẫn còn đang chia rẽ và tranh chấp? Giới trẻ hoang mang ngồi nhìn hai tấm gương, hỏi đến khi nào mới có được tự do trên quê hương. Tuổi trẻ đến kiếp tiếng Việt nói vu vơ, còn người đến sau tiếng Anh tiếng Pháp lơ mơ. Ta sống lạc loài giữa nơi phương xa, có những lúc ta bị phân biệt bởi sắc tộc và màu da. Là thân mất nước nên ta chịu nhiều xót xa. Quá kiêu căng và thành kiến là hai tội lớn khó tha. Không cần biết nếu ai là người trắng hay đen, nâu hay vàng hoặc ốm yếu hay ho hen. Xin ngừng tranh chấp, hãy nắm chặt tay nhau, tôn trọng lẫn nhau cho đời được bền lâu. We live in a world where we're quick to judge, yet when we're wrong, we're hesitant to budge. Rather take the easy wrong than to do the hard right. Rather lose a loved one than to lose a fight. This materialistic world got us all consumed. We see so many things we want, we don't smell the gloom. The smell of gunpowder, kids shot in the street, addicted to drugs, marijuana, ecstasy. Peasant kids in Vietnam begging till the break of dawn. Their hunger grows while their future's long gone. Deadbeat fathers roaming drunk in the streets, while kids at home got none to eat. Wasting money on walls, is that a basic need? We'll take the end of the world for us to finally find peace. But everybody's the right to do whatever they want, so who am I to say what's right or wrong? I'm just another rapper, rapping a song. I'm just another rapper, rapping a song. Ta sống trong một thế giới hay phê bình và chỉ trích, đến khi ta sai lầm thì lại không dám nhúc nhích. Có người thà làm sai chứ không để cho đúng, khi thấy quan tài rồi mới biết lúng túng. Thế giới vật chất này làm cho ta mù quáng, ta thấy nhiều thứ ta ham muốn nhưng không gửi được sự ưu ái. Mùi thuốc súng tuổi trẻ bắn giết nhau trên phố xa, hút sắt biển hút biển mà thúy trần xa. Trẻ thơ ở Việt Nam phải đi ăn mày từ sáng đến tối, tương lai tâm tối với cái bụng đói. Người cha vô trách nhiệm nhậu nhẹt say sưa, đứa con thơ dại vẫn chưa ăn được miếng cơm trưa. Trong khi thế giới dùng tiền để chiến tranh và gây nên tội tình, phải chăng đến khi tận thế rồi ta mới tìm được sự hòa bình? Nhưng mọi người có quyền làm những gì họ muốn, tôi cũng chẳng là ai để nói những gì đúng hay sai. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Đúng vậy, chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người nghèo đói, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời gian dối, hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người than khóc, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời chơi chơi. Hãy nhìn về Việt Nam xem bao nhiêu người nghèo đói, đang mong chờ tự do, đang mong chờ đổi mới. Hãy nhìn về Việt Nam xem bao nhiêu người than khó, bao nhiêu chiều che thơ sống cuộc đời lặng lẽ. Xem bao nhiêu người nghèo đói, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời gian dối, hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người than khóc, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời tranh chấp, hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người nghèo đói, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời gian dối, hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người than khóc, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời tranh chấp, hãy nhìn, hãy nhìn, hãy nhìn về Việt Nam. Sau bao nhiêu năm gian khổ, cuộc hành trình tìm tự do của người Việt Nam vẫn chưa chấm dứt, mặc dù đã có những trái ngon kết trái trên cành cây thương đau, được bồi bón bằng máu, bằng nước mắt, bằng đau khổ, bằng xót xa, bằng nhục nhằn của cả một thế hệ. Người Việt tự do tại hải ngoại không ngồi yên để hưởng lạc thú trên sự thành công của mình, mà người Việt tự do tại hải ngoại vẫn luôn luôn tiếp tục bền bỉ đấu tranh cho một nền tự do hạnh phúc thực sự tại quê nhà, trên đất nước Việt Nam thân yêu. Những thế hệ tiếp nối nhau đốt ngọn lửa thiêng nhân quyền, freedom, 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 freedom,
thả cánh chim tự do bay bổng trên nền trời, để hy vọng rằng một ngày nào đó quê hương Việt Nam sẽ thôi không còn chìm đắm trong đau khổ lạc hậu, và những người trẻ sẽ trở về góp một bàn tay xây dựng lại đất nước. Đường về quê hương vẫn còn lắm chông gai, đường tìm tự do vẫn còn mệt mài đi tới. Những phong trào đòi tự do và nhân quyền vẫn tiếp tục diễn ra ở trong nước. Tự do ở đâu? Tự do ở trong tiếng thét uất nghẹn của người dân giáo xứ Nguyệt Biểu, của Linh Mục Nguyễn Văn Lý từ Huế. Tự do ở trong tiếng cầu khẩn thiết của những giáo dân Phật giáo Hòa Hảo, của cụ Lê Quang Liêm đã già nhưng vẫn miệt mài ngày đêm đấu tranh. Tự do ở trong tiếng nói bất khuất của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, bị cùm, bị giam, được thả nhưng lại bị quản thúc rồi đem ra đấu tố. Tự do vẫn chưa có trên quê hương tôi, nên đường về vẫn còn xa vời vợi. Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang. Đường mòn quanh có ôm chân hàng che thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ướt mang sầu, chia ly xa mừng đón anh về. Quê hương ơi Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt nhắc qua, để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang từng mừng đón ta về. Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt nhắc qua, để rồi đêm xuống ngậm ngùi.
mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang từng bận đón ta về. Nếu mai này muốn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang từng bận đón ta về. Những trái tim Việt Nam 25 năm trước đây bước chân xuống thuyền bắt đầu cuộc hành trình tìm tự do. Nay đã có nhiều người nằm xuống trong sự tiếc thương của những người thân yêu, của tang quyến, của bạn bè. Trong số những người đã ra đi, có rất nhiều người mang theo một tâm trạng đau xót khi nhắm mắt lìa đời. Không ai muốn mình sẽ chôn thây ở xứ lạ quê người. Ai cũng mong được về chết trên quê hương để được gần gũi với ông bà, với tổ tiên, với lũy tre đầu làng, với bờ đê xóm cũ. Nhưng quê hương vẫn còn lặng chìm trong đau khổ, nhưng tự do vẫn chưa về với dân tộc tôi. Nhưng đất nước vẫn còn ngụp lặn trong khó nghèo dưới sự cai trị của những bàn tay ngu dốt và bạo tàn. Trước giờ phút nhắm mắt, lời trăn trối cuối cùng để lại cho con cháu là nếu cha không được về chết ở nơi chôn nhau cắt rốn, thì hãy đem cha ra biển, để cha có thể nhìn thấy được quê hương mình bên kia bờ biển đông, để cha có thể theo sóng trôi về nơi chốn cũ, vì đời lưu vong không cả một ngôi mộ. Hãy đem tôi ra biển,
vì em tôi, vì mẹ già vẫn chờ. Từ mắt buồn lệ đen hơn bóng tối, thà tôi đi cho hồn người được nguôi. Trôi đi đưa hình hài trở về bên kia trời là quê hương tôi đó. Giờ nghiêng nghiêng ôm hoài mối tình quê. Ôi quê hương Đà Nẵng Nha Trang, ôi quê hương Tiền Giang Hậu Giang, như vang tiếng đồng bào tôi gọi thêm tiếc nuối. Đâu che xanh nào mãi tranh nghèo hạt hiu, ngày nào ta trở về để ta thấy quê hương lần cuối. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, vì em tôi, vì mẹ già vẫn chờ. Từ mắt buồn lệ đen hơn bóng tối, thà tôi đi cho hồn người được nguôi. Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết, trong cuộc hành trình tìm tự do, những người Việt tị nạn đã để lại nhiều dấu tích ở khắp nơi mà họ đã đi qua. Có những dấu tích là những hình ảnh thật đẹp, như bức tượng hình Bàn Tay Hy Vọng dựng tại trại Pelonton của điêu khắc gia Lưu Nguyên Đạt để tượng trưng cho sự bao dung che chở của những người lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã lo lắng và bảo vệ cho người tị nạn trong những ngày đầu tiên đặt chân đến xứ người. Hay tượng Mẹ Bồng Con của điêu khắc gia Phạm Thế Trung được dựng lên tại thủ đô Ottawa của Gia Na Đại, tượng trưng cho hình ảnh người mẹ đã đem thân che nắng che mưa, che gió che bão vượt mọi khó khăn cho con được đến bến bờ tự do, dựng lại cuộc đời mới để có được một tương lai huy hoàng và sáng lạn. Hay bức tượng Tình Nhân Loại của họa sĩ Nguyễn Văn Tuyến dựng tại trại Ga Lăng để cảm ơn cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và những người ngoại quốc đã lo lắng cho những người tị nạn Việt Nam nhỏ bé và cô đơn. Bên cạnh những hình ảnh đẹp đẽ đó là những dấu tích tan hoang tại những nơi mà người Việt đã đặt chân đến và đã ra đi. Pulau Bidong là hòn đảo đã đón hơn 120.000 người Việt tị nạn, nay chỉ còn là một hoang đảo không một bóng người. Tượng đá một ông già đang cứu một phụ nữ từ biển xanh, từ hỏa ngục thần chết trở lại với sự sống. Ở dưới là hàng chục tấm biển được khắc vội với lời cảm tạ ông thần Bi Đông của những người đã được cứu thoát trong những hoàn cảnh hiểm nghèo nhất. Họ đã từ cõi chết trở lại với cuộc sống. Họ đã may mắn thoát những cảnh lầm than của hải tặc, của bão tố, của sóng gió, của biển đông hãi hùng. Họ đã khắc lại tên tuổi của họ trên đá, trên hoang đảo, như những chứng tích vẫn còn nguyên vẹn với thời gian. Chiếc ghe vượt biển nay đã tan nát, những mảnh sắt rỉ loang lổ còn lại.
ngôi thánh đường ngày xưa, nơi hàng ngàn tín đồ ngoan đạo đến tham dự thánh lễ, nay chỉ còn trơ vơ một cây thánh giá đơn sơ trên vách. Những mái tôn che nắng che mưa này đã chóc nóc để ánh sáng rọi vào cô đơn, in trên những hàng ghế gãy đổ. Những bia đá cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Đức Mẹ Maria, nhưng tượng mẹ đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng không trống vắng. Rừng xanh đang bao phủ tất cả, chỉ là những lá cây xanh bao bọc những ngôi nhà mái tôn xét dị đã tàn phai theo thời gian. Ga Lăng là nơi duy nhất còn giữ rất nhiều dấu tích của người Việt tị nạn. Chính phủ Nam Dương đã quyết định lưu giữ lại những dấu tích này như một dữ kiện lịch sử và hy vọng rằng sau này con cháu của những người Việt sẽ trở lại để nhìn thấy dấu vết của cha mẹ, của anh chị, chú bác của họ đã phải trải qua những khổ cực như thế nào. Bốn xác tàu của người tị nạn được kéo lên để người ta có thể nhìn thấy và tưởng tượng ra rằng trong khoang hầm tăm tối ấy đã chứa được hàng trăm người ngồi chật chội, không thức ăn, không nước uống, chưa kể những kinh hoàng của bão tố, của hải tặc. Văn phòng hành chánh của trại này đã biến thành một viện bảo tàng nho nhỏ với hình ảnh của những người tị nạn được lưu giữ. Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm nay được trùng tu. Bức tượng Đức Mẹ Việt Nam đứng trên con tàu vượt biển vẫn sừng sững trong ánh nắng rực rỡ. Tượng Mẹ Việt Nam trong chiếc áo dài tha thướt vẫn làm xúc động những người đặt chân đến đây. Tượng Thánh Don Bosco nở nụ cười tươi đón những trẻ em đến với tình yêu Thượng Đế. Hai ngôi chùa còn lại trong trại, chùa Kỳ Viên Tự và chùa Quan Âm Tự vẫn còn đó. Quan Âm Tự nay đã được trùng tu. Vị sư trụ trì vẫn còn ở lại và vẫn tụng kinh hàng ngày. Ngôi chùa nay được dùng cho các Phật tử Nam Dương đến để cầu nguyện, nhưng vẫn giữ nguyên tên Việt Nam và ba chữ Quan Âm Tự vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Những khu cư ngụ của người Việt Nam bây giờ hoang tàn đổ nát, nhưng người ta vẫn có thể tưởng tượng ra được khu trại này trước đây vang dội tiếng cười của trẻ thơ, tiếng những phụ nữ rủ nhau đi lấy cơm, đi giặt rũ, tiếng những người đàn ông lo lắng giấy tờ, bàn thảo chuyện thời sự, như những bóng ma vẫn còn lạc vàng đâu đây. Gió thổi vi vu trên những ngôi mộ tại nghĩa trang Ga Lăng này đã có những dấu hiệu tàn phai theo thời gian. Những tượng đá xây cất này đã đổ gãy, rêu xanh phủ đầy trên những nấm mộ hoang tàn. Có những bia đá còn in đậm tên tuổi người nằm xuống, nhưng cũng có những bia đã phai mất, không còn biết đó là nơi an nghỉ của ai. Có những bia mộ của những người không thân nhân chết tủi chết buồn và những người đồng cảnh ngộ lập bia mộ thương tiếc. Có những bia mộ của những em bé vừa sinh ra nhưng đã chết cùng ngày. Tiếng gió lùa qua làn cỏ, lùa trên những cành lá, như bao nhiêu oan hồn vất vưởng ngoài biển khơi cũng tụ về khi nắm nhang được thắp lên cắm trước bia tưởng niệm những người vượt biển tìm tự do. Việt Nam nát tan, tháng tư gió lộng quay cuồng, thuyền trôi bốn phương. Sao người dân thắp trong quê hương mình, vượt đại dương khó nguy cam đành, bỏ lại nơi trái tim của mình. Sao mẹ ơi,
khơi biển đông. Tiếng kêu thất vọng cuối cùng nào ai biết không, đêm biển khơi hoa vắng bay từ bề, thuyền mong mai có đi không về, vui vẫn trong ngày sau nào nề. Lửa nung trái tim những đôi mắt buồn sẽ nhìn đời tươi sáng hơn. Nghĩ rằng yeah. Thôi bây giờ mình chắc là chết trên biển ha. Wow. Không biết một cái phép lạ nào. Yeah. Cho đến khi mà anh cứ tin rằng lúc mà tấp vào trong cái nước Mã Lai đó, yeah. Nó không cho vào anh. Mm. Họ không cho vào, đuổi ra. Tụi này đã xuống thuyền, xuống cái ghe nhỏ từ chợ Cổng Lãnh. Thì mỗi đứa vác một cái bó mía và đi xuống đó. Để ra cửa Thạch An, và sau đó mới bắt đầu cái chuyến đi lúc 2 giờ sáng.
6 đêm 7 ngày. Và mọi người cầu nguyện mưa thì rất may là trời cho mưa xuống. Và mưa nó chảy qua những tấm ván của thuyền, cộng với lại chất dơ, cộng với lại chất dầu, mà mọi người chỉ không được lên thuyền mà nằm dưới thuyền. Và khi mà chảy qua những cái khe đó thì là tất cả mọi người đều thè lưỡi ra, nghĩa là hứng nước mưa mà uống. Thì đó là có lẽ đó là cái hình ảnh. Hồi đó chú còn nhỏ, nhưng mà hồi đó khoảng 5 tuổi đi, cũng có nhớ đi vượt biên, có bị hải tặc. Cũng còn nhớ sơ sơ, nhưng mà nhớ là hồi đó hải tặc nó tự cướp thuyền rồi đó. Cũng nhỏ lắm mà không nhớ, thì nhớ có một lúc hải tặc, có một người hải tặc đang tới mẹ của cháu. Thì lúc đó mẹ cháu đang ẩm cháu trong tay, thì hải tặc tới thì cháu hụt nó một cái trên má, thì nó có thao, mẹ cháu nó bỏ ra. Năm 79 em đi với bố với là anh với là một người chị. Thì mẹ nói là đi lên thăm ông nội, nhưng mà thật sự là đi vượt biên. Tới sáng hôm đó thì công an nó nổ súng một cái. Thì em nhớ là lúc đó ba em mới, người ta nổ súng cái ta ôm con ta chạy vòng vòng vô mấy cái cây núp, xong cái ba em mới cầm tụi em chui vô một cái cây không có lá gì hết, cái ụp hai tụi em lại. Thì ba em đào cái hố lên xong rồi chôn cái tờ giấy. Rồi xong cái đến khi công an tới là nó bắt được em. Nhưng mà sau này về thì em có hỏi mẹ, là mẹ nói là cái giấy là ba làm cho người nhái của Mỹ hồi xưa. Thì trong những lúc mà tôi đi trốn ở trên đỉnh núi ở đảo Kha, trong những cái hoàn cảnh thập tử nhất sinh, một sống một chết đó, tôi chỉ có một cái tâm nguyện rằng nếu mà mình sống sót được thì cái cuộc đời của mình sẽ không thể vì lợi ích bản thân. Hứa rằng nếu sống được thì cái cuộc đời này sẽ không phải thuộc về mình, mà mình sẽ phải không biết sẽ phải làm gì, nhưng mà sẽ phải dùng để mà đáp trả lại với lại tất cả những ân sủng mình đã được hưởng, những may mắn mình đã được có, cái sự sống còn mình đã còn, trong khi bao nhiêu người khác đã chết